Năm 2015, tại Tòa án số 1, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Hàng Châu, khi cảnh sát hỗ trợ tư pháp mở một chiếc túi bọc, bên trong lộ ra một chiếc lồng sắt hình lập phương, các thanh sắt đã bị oxy hóa, chuyển sang màu vàng. Rất nhiều người dự thính bật dậy, không dám tin vào mắt mình. Họ liên tục đặt ra các câu hỏi, làm thế nào và tại sao? Vụ án ngày hôm nay từng là chủ đề bàn tán xôn xao của dư luận Trung Quốc, thậm chí còn tốn rất nhiều giấy mực của báo chí thế giới. Hãy cùng Kỳ Án X tìm hiểu ngay sau đây nhé! Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh Kỳ Án X. Sáng sớm ngày 11 tháng 6 năm 2012, Sở Cảnh sát quận Vũ Lâm, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang nhận được cuộc gọi báo động. Người phụ nữ đầu dây bên kia tên Lý Trương Kế. Lý Trương Kế nói với giọng điệu hoảng hốt rằng chồng mình Trương Hồng đã bị bắt cóc và đối phương đòi họ phải đưa 50 triệu tiền chuộc mới thả người ra. Họ thậm chí còn uy hiếp nếu như không trả đủ hoặc báo cảnh sát thì sẽ không đảm bảo tính mạng con tin. Lý Trương Kế nói cách đây vài năm cô có thể gom tiền để cứu chồng mình, nhưng hiện tại thì chẳng thể vì gia đình đang gặp khó khăn về vấn đề tài chính. Họ còn mắc nợ vài triệu tệ, chưa thể xoay sở. Số tiền này thậm chí còn cao gấp nhiều lần nên hoàn toàn không có khả năng. Mặc dù vậy, vì sự an toàn của chồng, Lý Trương Kế đã đồng ý yêu cầu của kẻ bắt cóc. Cô định bán tháo một số tài sản phòng hờ, đồng thời trình báo cảnh sát, hy vọng nhận được sự giúp đỡ. 50 triệu tệ, khoảng 171 tỷ đồng, đây là một con số được đánh giá là cực kỳ lớn. Thông tin này rất nhanh chóng thu hút sự chú ý của lực lượng chức năng. Họ liền trấn an Lý Trương Kế và yêu cầu cô bình tĩnh, tường thuật lại tất cả mọi chuyện thật rõ ràng. Theo như lời chia sẻ của Lý Trương Kế, trong lúc nói chuyện với cô, bọn bắt cóc với giọng điệu rất ngạo mạn, thậm chí còn tuyên bố nếu như đưa tiền trễ hoặc làm trái với giao ước thì sẽ ngay lập tức chém từng ngón tay của Trương Hồng, chia nhỏ thi thể rồi mang vứt cho chó ăn. Với những lời nói này, cảnh sát kết luận đây không phải là một phi vụ bắt cóc thông thường. Kẻ bắt cóc chắc chắn là một băng nhóm côn đồ khét tiếng, khả năng cao bọn họ nói là sẽ làm. Để nhanh chóng giải cứu Trương Hồng, ưu tiên hàng đầu của lực lượng chức năng là tìm ra danh tính của kẻ bắt cóc, theo dõi hành động và tiến hành vây bắt bọn chúng. Lý Trương Kế cho biết Trương Hồng sinh năm 1968 tại khu tự trị Nội Mông. Từ khi còn nhỏ, Hồng đã cố gắng học hỏi với mong muốn tương lai trở thành doanh nhân thành đạt, kiếm thật nhiều tiền. Khi trưởng thành, Hồng thử sức với nhiều lĩnh vực với ý chí quyết tâm cao độ. Trương Hồng là chủ của nhà máy chế biến gạo, chuỗi khách sạn, quán ăn, đồng thời xây dựng nhiều dịch vụ du lịch. Về mức độ giàu có thì Hồng xếp hạng nhất nhì tại địa phương và cũng được nhiều người trong giới kinh doanh ngưỡng mộ, đi theo học hỏi. Trong khi sự nghiệp đang trên đà phát triển thì Hồng cũng gặp một số biến cố lớn. Khi có trong tay nhiều tiền, Hồng nhanh chóng rơi vào cảnh ăn chơi đổ đốn. Ông dần quên đi trách nhiệm trong công việc, thay vào đó thường xuyên đến chơi tại các sòng bài, các tụ điểm giải trí mua vui, thậm chí nhiều ngày liền không về nhà. Chính sự chểnh mảng đã khiến cho công việc kinh doanh ngày càng sa sút, đến mức Hồng phải chạy vạy ở nhiều nơi để vực dậy. Tính đến thời điểm hiện tại, tình hình tài chính đang đi xuống và Hồng mắc phải rất nhiều khoản nợ. Ban đầu, Hồng từng nghĩ đến việc vay ngân hàng, nhưng vì lý do chính sách nên chuyển sang vay các cá nhân, chấp nhận mức lãi suất cao. Một trong số những đối tượng thân thiết từng cho Hồng vay nhiều lần phải kể đến người đàn ông tên Hồ Phương Quyền. Theo như thông tin được biết, Hồ Phương Quyền sinh năm 1963, hơn Trương Hồng 5 tuổi. Cả hai người đều có điểm chung là rất gan dạ, bản lĩnh và được nhiều người biết đến. Tuy nhiên vẫn có sự khác biệt rõ rệt. Trong khi Trương Hồng làm ăn tuân thủ pháp luật, thì Hồ Phương Quyền là một tay xã hội đen đường phố từ nhỏ và không tuân theo bất cứ luật lệ phép tắc nào. Ông ta nổi tiếng ở trong giới tài chính tư nhân và giới xã hội đen. Hồ Phương Quyền hoạt động đa lĩnh vực, từng làm trung gian giúp đỡ những đối tượng buôn lậu qua biên giới, đồng thời cũng rất có máu mặt trong các sòng bạc tại địa phương, thường xuyên gây rối, làm mất trật tự công cộng, ra vào đồn cảnh sát không biết bao nhiêu lần. Thời điểm gặp Trương Hồng, Hồ Phương Quyền đang điều hành một công ty tài chính làm bình phong cho các hoạt động vay nặng lãi và các sòng bài ngầm tại nhiều thành phố khác nhau. Trương Hồng nhanh chóng trở thành khách vay nợ ruột của Hồ Phương Quyền. Mặc dù mối quan hệ thân thiết, nhưng nguyên tắc làm việc của Quyền trước sau như một, ông ta không hề hạ lãi suất, bất kể đó là người quen đi chăng nữa. Lần đầu tiên,
Hồng vay vài triệu tệ và nhanh chóng trả lại trong khoảng thời gian ngắn. Chính vì vậy, tạo niềm tin cho đối phương. Họ thường dùng tiệc chung với nhau, mối quan hệ ngày càng gắn kết. Tuy nhiên, dần dần, Trương Hồng lún sâu vào cờ bạc, tài chính khủng hoảng dẫn đến nợ nần ngày càng nhiều, khó có khả năng trả được. Trong vòng 2 năm, từ năm 2010 đến năm 2012, số nợ đã lên đến 27 triệu nhân dân tệ, khoảng 94 tỷ đồng, chưa kể lãi suất cho vay tương đối cắt cổ. Hồng viện đủ mọi lý do với mong muốn Quyền thư thả cho mình một thời gian. Quyền nể mối quan hệ của hai người, hơn nữa Trương Hồng là kẻ có danh tiếng, lai lịch rõ ràng, chắc chắn không dám bùng nên đồng ý du di. Lúc này, khi cuộc điều tra bắt cóc bước vào giai đoạn chuyên sâu, lực lượng chức năng đã nhận được thông tin quan trọng từ các cấp dưới của Trương Hồng. Theo đó, vào buổi trưa ngày hôm qua, ngày 10 tháng 6, Trương Hồng có một chuyến công tác đến Thượng Hải. Trước khi đi khoảng 1 tiếng đồng hồ, Hồng nhận được cuộc gọi, đầu dây bên kia chính là Hồ Phương Quyền. Trong cuộc trò chuyện, biết Hồng chuẩn bị đến Thượng Hải nên ông ta đề nghị đối phương ghé ngang qua thành phố Hàng Châu để trả nợ. Trong cuộc gọi, giọng điệu của Hồng rất bình thường, tuy nhiên sau khi cúp máy, ông ta nhanh chóng để lộ vẻ mặt thất thần lo lắng. Hồng nói mình vẫn chưa đủ khả năng chi trả, sợ khi đàm thoại với bên kia thì sẽ xảy ra xích mích nên dẫn theo 3 nhân viên nam là cấp dưới của mình. Trương Hồng và Hồ Phương Quyền gặp nhau tại một nhà hàng nổi tiếng tại thành phố Hàng Châu. Cũng giống như Hồng, Quyền không đi một mình mà dẫn theo rất nhiều đàn em xã hội đen. Tại đây, Trương Hồng hạ giọng năn nỉ đối phương xin giãn nợ một thời gian nữa. Tuy nhiên, sau khi nghe câu nói của Hồng, Quyền giận dữ đập bàn, nhấn mạnh không muốn du di cho đối phương nữa vì bản thân đang cần tiền gấp. Khi cơn giận hạ xuống, Quyền quyết định gia hạn thêm 2 tuần nữa, đồng thời cũng mong muốn Trương Hồng nên đúng hạn, nếu không thì không chắc ông ta sẽ làm gì tiếp theo. Hồ Phương Quyền cùng với đàn em hàn học rời đi ngay sau đó. Buổi tối ngày hôm đó, Hồ Phương Quyền lại gọi điện cho Trương Hồng, mục đích lần này là mời ông ta đến khách sạn để bàn bạc về vấn đề vay nợ trong suốt thời gian qua, cũng để xin lỗi về thái độ nóng nảy khi nãy. Người nhân viên nghe loáng thoáng, đó là khách sạn Hàng Châu Phượng. Hồ Phương Quyền có yêu cầu nho nhỏ là Trương Hồng chỉ đến điểm hẹn một mình, không được dẫn theo các cấp dưới lúc trưa. Giọng điệu của Hồ Phương Quyền nhẹ nhàng, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra nên Trương Hồng cũng cảm thấy rất yên tâm. Hồng yêu cầu các nhân viên của mình quay trở về nhà trước, không cần phải lo cho mình. Trước giờ, danh tiếng của Hồ Phương Quyền không được tốt nên các nhân viên có hơi bất an cho ông chủ, tuy nhiên không thể làm gì được, bèn trở lại và chờ đợi tin tức. Mãi cho đến khi nghe thông tin về cuộc gọi tống tiền mà bà Lý Trương Kế vừa nhận được, họ mới biết sếp đã gặp chuyện. Theo như thông tin do các cấp dưới của Trương Hồng cung cấp, cảnh sát nghi ngờ kẻ bắt cóc Trương Hồng không ai khác, đó chính là Hồ Phương Quyền và đồng bọn của ông ta. Thông qua cuộc điều tra toàn diện về Hồ Phương Quyền, cảnh sát biết được, ngoài các hoạt động phạm pháp nói trên, ông ta còn có tiền án tàng trữ súng trái phép. Với những hành vi bạo gan như vậy, lực lượng chức năng lo lắng cho sự an toàn của con tin. Họ suy đoán nếu như không giao tiền thì e rằng tính mạng của Trương Hồng có thể sẽ bị đe dọa. Đội điều tra ngay lập tức triển khai lực lượng tới điểm hẹn tối hôm qua của Quyền và Hồng để tìm hiểu tình hình. Khách sạn Hàng Châu Phượng trên đường Ôn Đức Mẫu là một trong những khách sạn nổi tiếng nhất nhì Hàng Châu, được trang bị hệ thống camera an ninh dày đặc. Sau khi xem qua video giám sát tại khách sạn, cảnh sát phát hiện hình ảnh của Trương Hồng một mình bước vào khách sạn lúc 18:30 và rời đi khoảng 1 giờ sau đó. Trương Hồng đi theo một người đàn ông được xác nhận là Hồ Phương Quyền. Biểu hiện của cả hai rất thong thả, không có dấu hiệu nào cho thấy Hồng đang bị khống chế hoặc là đang cố ý ra tín hiệu cầu cứu mọi người xung quanh. Tuy nhiên, vừa ra khỏi khách sạn, Trương Hồng liền bị Hồ Phương Quyền và hai thanh niên khác đứng chờ ở đó, ép lên một chiếc ô tô. Quan sát thấy được có tổng cộng 2 chiếc ô tô đậu kề nhau. Những người ở trên 2 xe dường như đều là đồng bọn của Hồ Phương Quyền. Sau đó họ di chuyển về phía nam, khả năng cao lộ trình là rời khỏi thành phố Hàng Châu. Lực lượng chức năng ngay lập tức cử người lên đường tìm kiếm dấu vết chiếc xe, cố gắng bắt giữ Hồ Phương Quyền và băng nhóm của ông ta. Điều mà cảnh sát không ngờ tới là bọn họ có ý thức phản kiểm rất cao, mặc dù đã rất nỗ lực nhưng cuối cùng cảnh sát cũng bị mất dấu. Hiện tại vẫn chưa thể tìm ra hang ổ của Quyền. Trong thời gian này, Lý Trương Kế cũng liên tục nhận được cuộc gọi từ bên bắt cóc. Lúc này đối phương không do dự, thẳng thắn tiết lộ mình chính là bạn thân của Trương Hồng, Hồ Phương Quyền.
Quyền có thái độ ngạo mạn, tuyên bố rằng nếu như không giao tiền đúng hạn thì sẽ thực hiện những điều man dợ mà mình từng đề cập trước đó. Ngoài ra, từ đầu dây bên kia, Kế còn nghe được giọng nói khàn khàn và hơi thở hổn hển của chồng mình. Trương Hồng dường như đang cố chút sức lực kiệt quệ để van xin đối phương tha mạng. Tưởng tượng những điều mà chồng đang phải trải qua, Kế vô cùng đau đớn, cô không cầm được nước mắt, nhưng ngoài khóc ra, cô chẳng thể làm được gì. Kế cũng liên tục cầu xin Quyền đừng giết Hồng, cô hứa sẽ nhanh chóng gom đủ tiền, giao dịch đúng hẹn và không tiết lộ cho cơ quan cảnh sát biết chuyện này. Sau đó Kế bán nhà, bán công ty, thế chấp tài sản, vay mượn bạn bè đồng nghiệp ở khắp nơi. Cuối cùng gom được hơn 6,3 triệu tệ, khoảng 21 tỷ đồng. Kế gọi cho Quyền khẳng định mình đã rất cố gắng, gom được 6,3 triệu tệ, không thể cao hơn được nữa. Đồng thời cô cũng khóc lóc, cầu xin đối phương rủ lòng thương xót, nể tình trước đây mà tha cho Hồng. Mặc dù vậy, thái độ của Hồ Phương Quyền rất cứng rắn, ông ta nói trong điện thoại, cô nhất định phải đưa đủ 50 triệu tệ, không kém một xu. Nếu còn ngoan cố thì ngồi đó mà nhận xác chồng mình. Ban đầu, cảnh sát dự định sẽ đi theo Kế đến điểm hẹn, nhưng không ngờ Quyền nhanh hơn một bước. Hắn ta đã chỉ định số tài khoản, yêu cầu Kế phải chuyển vào đó, nhất quyết không chịu lộ mặt. Cảnh sát nhiều lần trấn an Kế giữ bình tĩnh. Tuy nhiên, bên bắt cóc liên tiếp gọi điện, cố tình để cho Kế biết được tình trạng thê thảm hiện tại của Trương Hồng. Đến đầu tháng 8, Trương Hồng được cho nói chuyện điện thoại với vợ. Anh nói rằng không còn sức lực nữa, có lẽ bọn họ sắp xử mình. Sau khi nghe những lời nói này của Hồng, Kế không thể đợi thêm được nữa. Cô quyết định tự ý chuyển 6,3 triệu tệ gom được vào tài khoản của đối phương với hy vọng có thể kéo dài sự sống cho chồng. Sau khi biết được thông tin Kế đã chuyển tiền, cảnh sát cho rằng bên kia sẽ thực hiện giao dịch rút tiền ở một cây ATM hoặc ngân hàng nào đó. Đây rất có thể trở thành manh mối để lần ra tung tích của bọn chúng. Tuy nhiên, băng nhóm của Hồ Phương Quyền rất cao tay, dường như đã suy nghĩ đến phương án này nên không hề thực hiện bất cứ giao dịch nào kể từ ngày Lý Trương Kế chuyển khoản. Cảnh sát tiếp tục truy lùng Quyền, tuy nhiên điều này được đánh giá là rất khó khăn vì Quyền trước giờ hoạt động ở rộng khắp, hoàn toàn không có địa chỉ cố định. Việc điều tra tung tích của Trương Hồng cũng dần rơi vào trạng thái bế tắc vì kẻ bắt cóc khá tinh vi và hành động quá cẩn thận. Sau nhiều phiên thảo luận, cảnh sát cho rằng Hồ Phương Quyền từng làm nghề buôn lậu, vậy cũng có khả năng sẽ vượt biên, rời khỏi Trung Quốc để tránh sự truy đuổi của lực lượng chức năng. Dựa trên suy luận này, lực lượng chức năng thành phố Hàng Châu đã liên hệ với các đồng nghiệp ở khu vực biên giới tăng cường điều tra, đồng thời họ cũng phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông để ý tới cái tên Hồ Phương Quyền trong khi kiểm tra giấy tờ tại các chốt chặn. Song song đó, cũng có sự hỗ trợ tích cực của các bên như khách sạn, nhà ga, sân bay. Tuy nhiên, đã nhiều ngày trôi qua nhưng công cuộc tìm kiếm vẫn chưa cho ra kết quả như mong muốn. Đến tháng 9 cùng năm, Kế và gia đình không còn nhận được bất cứ cuộc gọi đe dọa nào nữa. Mọi người bắt đầu có cảm giác lo lắng. Họ sợ rằng Trương Hồng đã bị bên kia thanh trừng. Lúc này, cảnh sát thành phố Hàng Châu cũng bị áp lực rất lớn. Họ nhận được vô số chỉ trích của người thân và gia đình Trương Hồng khi mãi mà vẫn không thể phát hiện thêm bất cứ manh mối hữu ích nào. Không thể tìm ra tung tích của Hồ Phương Quyền, cảnh sát chuyển hướng sang tìm những đối tượng có liên quan đến ông ta, đầu tiên là vợ Quyền. Vợ Quyền tên là Ngô Tứ Hiên, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hàng Châu. Khi bị thẩm vấn, Ngô Tứ Hiên phủ nhận mọi liên quan, bà còn chia giấy ly hôn ký từ đầu tháng 6 năm 2012. Trong thỏa thuận ly hôn, Quyền không nhận bất cứ tài sản gì mà chuyển nhượng hết cho vợ. Thời điểm tòa xử vụ án ly hôn của hai vợ chồng chỉ cách vài ngày trước khi vụ bắt cóc diễn ra. Điều này cho thấy có khả năng Quyền đã cẩn thận lên kế hoạch từ trước, nó cũng phù hợp với chi tiết ông ta đã nhường mọi tài sản cho vợ. Nói cách khác, Hồ Phương Quyền chuẩn bị rất kỹ cho việc chơi lại giới điều tra. Sau khi tìm hiểu, xác nhận, Ngô Tứ Hiên là một giảng viên trường đại học, danh tiếng của bà rất tốt. Lúc còn sống chung, hai vợ chồng cũng nhất trí không can thiệp đến việc của đối phương. Hiện tại, không có bằng chứng nào buộc tội Hiên liên quan nên bà được thả ra. Mặc dù vậy, lực lượng chức năng vẫn bí mật theo dõi hành tung cũng như hồ sơ cuộc gọi của bà với hy vọng có thể sớm tìm được manh mối hữu ích nào đó. Đội điều tra chuyển sang theo dấu tình nhân của Quyền là cô Vương Tăng Kiều. Kiều hiện là một nữ tiếp viên cấp cao trong quán karaoke ở thành phố Hàng Châu.
Bí mật điều tra hồ sơ viễn thông của Vương Tăng Kiều, cảnh sát phát hiện cô thường trò chuyện với một thuê bao không đăng ký chính chủ. Nghi ngờ số liên hệ này là của Hồ Phương Quyền, cảnh sát nhanh chóng đưa Kiều về đồn để tiến hành thẩm vấn chuyên sâu. Đối mặt với sự chất vấn của cảnh sát, Vương Tăng Kiều không giấu nổi vẻ mặt sợ hãi. Cô nhanh chóng khai mình thường xuyên liên hệ với Hồ Phương Quyền qua số điện thoại ẩn danh nói trên. Họ đã trao đổi qua điện thoại về kế hoạch trốn ra nước ngoài. Quyền đi trước, nếu như thuận lợi thì sẽ lệnh cho đàn em sắp xếp Kiều sang. Sau khi ghi nhận được thông tin quan trọng này, chính quyền Trung Quốc đã nhanh chóng ra truy nã đỏ của Interpol với Hồ Phương Quyền vì tin rằng hắn ta đang trên đường đến châu Âu. Lệnh truy nã đỏ được ban hành với những cá nhân đang bị truy tìm để truy tố hoặc bắt giam. Với sự phối hợp của cảnh sát của các quốc gia, đội điều tra biết được Quyền bị lực lượng biên giới ở Thổ Nhĩ Kỳ chặn lại. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã thẩm vấn, nhưng họ không biết Quyền đang bị truy nã quốc tế. Do đó, Quyền bị giới chức Thổ Nhĩ Kỳ gửi trả về Hồng Kông, phần lãnh thổ không có hiệp ước dẫn độ với Trung Quốc đại lục. Giới chức của Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã tịch thu toàn bộ số tiền của Quyền, điều này có nghĩa là hắn ta tay trắng đến Hồng Kông. Không thể lẩn trốn mà thiếu tiền, cảnh sát tin rằng Quyền sẽ liên hệ với đồng bọn ở Trung Quốc nên quyết định mở rộng điều tra những người có liên quan đến Quyền. Sau khi tập trung lực lượng, tiến hành thẩm vấn chuyên sâu, cuối cùng cảnh sát cũng tìm ra một đồng bọn họ Mã. Mã là một trong những đàn em thân cận, được Quyền tin tưởng và giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng. Giám sát người đàn ông họ Mã 24/24, thông qua lời khai của Mã, cảnh sát nhanh chóng lần ra được tung tích của Hồ Phương Quyền. Sau khi có được thông tin từ Mã, lực lượng đặc nhiệm ngay lập tức đã liên lạc với cảnh sát Việt Nam và Thái Lan xin hỗ trợ của giới chức ở đây. Ngày 27 tháng 7 năm 2013, cảnh sát Trung Quốc bay sang Thái Lan cùng với cảnh sát Thái Lan tìm ra vị trí của Hồ Phương Quyền, bắt Quyền trong một khách sạn rồi áp giải về nước. Đồng thời, cảnh sát Hàng Châu cũng nhanh chóng tìm ra tung tích của những người dưới quyền Hồ Phương Quyền. Tính đến thời điểm hiện tại, tất cả những người nghi ngờ có liên quan đều đã bị bắt về đồn để tiến hành các cuộc thẩm vấn chuyên sâu. Mặc dù nút thắt của vụ án dần được tháo gỡ, nhưng lúc này một linh cảm chẳng lành cứ lởn vởn ở trong đầu các điều tra viên của đội đặc nhiệm, đó là họ không thấy doanh nhân Trương Hồng đâu cả. Cảnh sát thẩm vấn Hồ Phương Quyền rất nhiều lần, nhưng ông ta nhất quyết nói rằng mình đã thả Trương Hồng đi, hiện không biết anh ta đang ở đâu. Quyền thừa nhận là chủ mưu của vụ bắt cóc, tuy nhiên sau khi nhận được 6,3 triệu tệ do Lý Trương Kế chuyển khoản, hắn đã cảm thấy hài lòng, không có bất cứ hành động nào làm tổn hại đến đối phương. Về cơ bản, cảnh sát không thể nào tin lời của Hồ Phương Quyền. Đến thời điểm hiện tại, họ cho rằng khả năng cao Trương Hồng đã nguy hiểm đến tính mạng. Có lẽ bọn họ đã ra tay sát hại Hồng rồi vứt thi thể ở đâu đó trước khi thực hiện kế hoạch trốn chạy. Không thể moi được thông tin từ Hồ Phương Quyền, cảnh sát chuyển sang các đồng bọn của hắn ta. Đồng bọn của Quyền cũng kể lại câu chuyện tương tự ông ta. Hai ngày sau khi bị bắt, hai đàn em của Quyền đã đưa ra phiên bản khác. Họ chịu thừa nhận những hành động đã thực hiện với Trương Hồng cũng như tung tích hiện tại của anh ta. Theo như lời khai, vào ngày 31 tháng 8 năm 2012, sau khi nhận ra gia đình Trương Hồng sẽ không thể có đủ 50 triệu nhân dân tệ, Quyền đã ra lệnh sát hại con tin. Hắn ra lệnh cho đồng bọn làm một chiếc lồng sắt, còng tay Hồng, dùng vũ lực ép anh ta vào lồng rồi khóa lại. Nửa đêm, Hồ Phương Quyền, Kim Triều Quốc và Trương Trọng Hiên đã lái một chiếc xe bán tải chở Trương Hồng đến khu vực cầu Bắc Sơn, Hồ Thiên Hạ ở thành phố Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang. Sau khi đỗ xe, chúng cùng nhau khiêng lồng sắt ra, sở dĩ bỏ đối phương vào lồng sắt là vì ý định muốn nhấn chìm, không cho thi thể nổi lên. Thời điểm đó, Trương Hồng đã trải qua nhiều tháng bị tra tấn, nhưng anh ta vẫn rất kiên cường, vẫn còn hơi thở trước khi bị cho xuống hồ. Nghe lời khai này của đồng bọn, Hồ Phương Quyền rất điềm tĩnh, hắn nói, cũng có thể, rồi khẳng định mình không biết, không liên quan đến tất cả những chuyện này. Toàn bộ quá trình phạm tội đã được làm rõ, nhưng kẻ cầm đầu vẫn nhất quyết không chịu nhận tội, điều này gây ra không ít cản trở cho lực lượng chức năng. Để có được bằng chứng, nhiệm vụ quan trọng lúc này chắc chắn là phải trục vớt thành công thi thể của Trương Hồng lên, nhưng điều kiện thực tế khiến cảnh sát bối rối. Hồ Thiên Hạ là một hồ nước nhân tạo lớn thứ hai ở tỉnh Chiết Giang, sau Hồ Thiên Đảo. Hồ này có độ sâu nước trung bình khoảng 80 mét, nơi sâu nhất hơn 100 mét. Tổng dung tích nước rất lớn, đủ sâu để nhấn chìm toàn bộ những tòa nhà chọc trời.
đáy hồ không bằng phẳng, địa hình bên dưới rất phức tạp nên việc tìm kiếm một chiếc lồng nhỏ là việc mò kim đáy bể. Nhưng khó khăn dù lớn đến mấy, lực lượng chức năng cũng quyết tâm phải vượt qua. Bởi vì chỉ khi tìm được thi thể của nạn nhân thì mới có thể khởi tố vụ án, đưa kẻ sát nhân ra trước công lý. Vì vậy, cảnh sát bắt đầu liên hệ với các đơn vị, tổ chức chuyên môn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau để tiến hành công tác dò tìm rộng khắp. Vào ngày 6 tháng 4 năm 2013, lực lượng chức năng đã liên hệ với giáo sư Gu, giáo sư kỹ thuật cơ khí tại Đại học Chiết Giang để phối hợp hỗ trợ. Giáo sư Gu dẫn đầu một nhóm chuyên gia nổi tiếng. Họ bắt đầu sử dụng robot dưới nước trị giá hơn 1 triệu nhân dân tệ để tiến hành dò tìm trong lòng hồ. Hoạt động trục vớt kéo dài hơn 1 tháng nhưng vẫn không tìm được gì. Không những vậy mà robot cũng hư hỏng. Chính vì vậy mà phương án này bị tạm dừng. Thất bại trong việc trục vớt đầu tiên, lực lượng chức năng vẫn không bỏ cuộc. Họ tìm đến Viện Nghiên cứu Đại dương thứ 2 của Cục Quản lý Đại dương Nhà nước và Viện Nghiên cứu Công nghiệp Đóng tàu Trung Quốc để được giúp đỡ và bắt đầu cuộc trục vớt thứ 2 vào ngày 2 tháng 1 năm 2014. Để thực hiện kế hoạch trục vớt, nhiều viện nghiên cứu đã đưa ra những thiết bị mới nhất, tân tiến nhất. Đồng thời, cảnh sát cũng chế tạo những chiếc lồng sắt tương tự và cho đá có trọng lượng bằng số cân nặng của Trương Hồng để tái hiện lại vụ án. Nhưng đáng tiếc vẫn chưa xác định được vị trí cụ thể hiện tại của chiếc lồng sắt kia. Sau đó, lực lượng chức năng đã mời công ty Lauren, công ty có thiết bị quét nước tiên tiến nhất, và yêu cầu họ sử dụng thiết bị này để tái hiện cảnh quan dưới nước và xác định những vùng trọng điểm. Đồng thời, giáo sư Gu đã nhờ đến các chuyên gia điều hành robot dưới nước nổi tiếng ở Mỹ tiến hành tìm kiếm bằng robot một lần nữa dựa trên cảnh quan ở dưới nước do công ty Lauren khôi phục. 6 ngày sau công cuộc tìm kiếm phối hợp, một chiếc lồng sắt dài và rộng khoảng 70cm cuối cùng cũng xuất hiện trên màn hình của robot điều khiển từ xa. Bên trong là một thi thể đang trong tình trạng phân hủy nặng nề, rất có thể là của Trương Hồng. Sau khi được trục vớt lên bờ, cảnh sát xác nhận nạn nhân chính là Trương Hồng thông qua phân tích DNA với người thân. Thi thể của Trương Hồng nằm ở độ sâu 83 mét dưới nước. Trước đó, cảnh sát chưa bao giờ vớt được thi thể nào từ vùng nước sâu như vậy. Công cuộc tìm kiếm này tổng cộng phải mất hơn 600 ngày và tốn hàng triệu đô la với lực lượng tham gia tương đối lớn. Trong quá trình trục vớt, các điều tra viên cũng trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của người dân địa phương. Người qua đường luôn dừng lại, nhìn xem và hỏi, này, thi thể vẫn chưa tìm thấy à? Mặc dù gian nan, nhưng vì công lý, tất cả đều đáng giá. Điều bất ngờ là khi thi thể Trương Hồng đã được tìm thấy, nhưng Hồ Phương Quyền vẫn cứng đầu, không chịu thừa nhận việc mình đã giết người. Có lẽ vì biết tính chất nghiêm trọng của vụ án, nếu thú nhận, có thể sẽ bị tử hình nên hắn ta cố gắng tìm cơ hội sống sót bằng cách phủ nhận tội ác. Tại phiên tòa xét xử, công tố viên nói, bọn người này đã nhét một người đàn ông cao 1m8 còn sống sờ sờ vào một chiếc lồng sắt với kích thước chỉ 60 x 70 x 70cm như đang đối xử với động vật vậy. Cùng lúc đó, bọn hắn nghiên cứu địa hình kỹ lưỡng rồi chọn hồ nước ở Lệ Thủy làm nơi gây án. Những con đường xung quanh hồ nước đều quanh co vắng vẻ, ít người qua lại. Sau đó, bọn hắn chờ đến lúc nửa đêm thả chiếc lồng sắt vào hồ nước sâu 100m. Điều này cho thấy đây là thủ đoạn gây án tàn nhẫn, tình tiết phức tạp, để lại hậu quả nghiêm trọng. Một tên đàn em khai rằng hắn không đẩy lồng sắt, một tên khác lại khai hắn chỉ đụng nhẹ tấm bạt một cái thôi. Trong năm 2014, Tòa án Nhân dân Hàng Châu đã mở phiên tòa xét xử vụ án này 3 lần vào tháng 6, tháng 8 và tháng 9. Trong 3 lần xét xử trước đây, mấy tên đàn em khai rằng sau khi đưa Trương Hồng đến cầu Bắc Sơn thì nghe theo lệnh Quyền thả người ra. Trước những bằng chứng rõ ràng mà Hồ Phương Quyền vẫn thề thốt, tôi chỉ muốn mang Trương Hồng rời đến nơi khác, tôi đã thuê sẵn phòng rồi, đi qua khỏi cầu Bắc Sơn một lát là tới. Là một trang trại chăn nuôi gia cầm, nhưng sau khi đến đầu cầu tôi đã thả Trương Hồng rồi, chuyện sau đó tôi không biết. Đến bây giờ, ông vẫn không chịu thừa nhận mình liên quan đến thi thể được vớt lên sao? Công tố viên hỏi. Hai tay của Hồ Phương Quyền chống lên vành móng ngựa, ánh mắt không dao động. Đúng thế. Xong, hai tên đàn em của hắn lại đổi lời khai. Bọn hắn nói, 6 giờ tối ngày 31 tháng 8 năm 2012, Mang Trương Hồng đã được ăn cơm tối xuống lầu, nhét ông ấy vào một chiếc lồng sắt, còng tay lại, sau đó khóa chiếc lồng sắt lại, rồi đặt nó vào ghế sau một chiếc xe Audi, chạy thẳng một đường đến hồ nước.
chạy được nửa đường thì xe bị nổ lốp, nên chuyển lồng sắt lên một chiếc xe bán tải, bên trên phủ một tấm bạt. Xe bán tải chạy theo một chiếc xe ô tô khác dẫn đường đến cầu lớn Bắc Sơn. Trong quá trình này, lồng sắt bị rơi xuống hồ nước. Trương Trọng Hiên nói hắn lái một chiếc xe khác chạy trước chiếc xe bán tải. Tôi lấy tấm bạt phủ lên trên lồng sắt, chỉ chạm hai ngón tay vào chiếc lồng đó thôi. Ông Quyền đặt chiếc lồng sắt lên lan can, nói muốn hù ông Hồng một phen. Nhưng làm sao mà chiếc lồng sắt lại rơi xuống nước thì tôi không biết. Kim Chiếu Quốc nói lúc đó hắn đang lái chiếc xe bán tải, Quyền ngồi ở ghế sau. Lúc lái đến cầu lớn Bắc Sơn, Quyền bảo mình dừng xe. Khi xe dừng lại, Quốc không tắt máy, cũng không kéo phanh tay. Theo lời nói của Quốc, Quyền và Hiên đi đến thùng xe phía sau, một trái một phải đỡ chiếc lồng sắt lên lan can, vì quá nặng nên gọi hắn đến giúp đỡ. Vì không kéo phanh tay nên xe bắt đầu trượt dốc, hắn liền phanh tay thì nghe thấy bịch một tiếng, quay lại thì đã không thấy cả lồng và người đâu cả. Tôi ý thức được rằng bọn họ mang lồng sắt lên lan can là muốn giết Trương Hồng. Hai người bọn họ, một người nói không đụng vào lồng sắt, một người nói kéo phanh tay. Trương Hồng nặng gần 100kg, lồng sắt cũng khoảng 35-40kg, sao một người có thể khiêng nổi, cho nên tôi vốn dĩ không hề đẩy lồng sắt xuống mà là thả ông ta đi. Mãi đến cuối cùng, Hồ Phương Quyền mới giải thích hết một lượt. Lời nói của ông là lời nói từ một phía, là thái độ không hề hối cải, công tố viên nói. Luật sư bào chữa của Quyền cho rằng nguyên nhân của cái chết không rõ ràng, sao có thể quy thành cố ý giết người. Bởi vì cơ quan kiểm sát đã đưa ra một phần của báo cáo khám nghiệm tử thi từ phía pháp y. Thi thể bị ngâm dưới nước trong một khoảng thời gian dài, cơ thể bị thối rữa nghiêm trọng, không thể xác định là chết do ngâm nước. Kết quả cuối cùng là nguyên nhân cái chết không rõ, vì thế luật sư bào chữa của Quyền cho rằng không đủ chứng cứ để lên án Quyền tội cố ý giết người. Anh ta cho rằng nguyên nhân cái chết không rõ thì rất khó để đưa ra phán đoán. Giây phút Trương Hồng rơi xuống nước hay thậm chí là khoảnh khắc bị đưa lên lan can, có khi ông ấy đã thừa sống thiếu chết rồi. Các bị cáo đều nói khi nâng lồng sắt lên không hề nghe thấy tiếng dãy giụa của ông Hồng, nên không thể loại trừ khả năng ông ấy đã chết trước khi bị thả xuống nước. Mặt khác, Hồng lại bị bệnh tiểu đường nặng nên uống thuốc trễ cũng có khả năng tử vong. Luật sư bào chữa của Quyền còn nhắc đến một chuyện, đó là Quyền giam giữ ông Hồng trái phép là vì đòi nợ. Lúc đó người nhà Hồng cũng đã báo cảnh sát nên ông ta không nhất thiết phải cố ý giết người một cách mạo hiểm như vậy. Nguyên nhân cái chết không rõ không phải vì pháp y làm việc không thận trọng, mà là thi thể bị thối rữa nghiêm trọng, mọi bộ phận cơ thể bị tổn thương nên không thể xác định chính xác tất cả các số liệu. Nếu căn cứ vào lời khai của nghi phạm, trên đường lái xe đến đập nước, gió thổi vào tấm bạt, nạn nhân là ông Hồng từng yêu cầu uống nước. Hơn nữa, ông ấy lại bị bệnh tiểu đường nghiêm trọng nên ông ấy sẽ không đột nhiên tử vong trong thời gian ngắn. Công tố viên phản bác. Tổng cộng có 9 người đang ngồi thụ thẩm, ngoài ra có 6 người đã thừa nhận hành vi giam giữ nạn nhân bất hợp pháp. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Hồ Phương Quyền và đồng bọn không cần phải tự mình thừa nhận, tòa án vẫn có thể tìm ra sự thật thông qua các kênh pháp lý. Theo cáo trạng, ngày 31 tháng 8 năm 2012, nạn nhân Trương Hồng được cho ăn bữa ăn cuối cùng trước khi bị còng tay và buộc vào lồng sắt. Ngày 16 tháng 3 năm 2015, tòa tuyên án tử hình đối với Hồ Phương Quyền, Trương Trọng Hiên và Kim Triệu Quốc. Các đồng phạm còn lại nhận án chung thân và tù có thời hạn. Sau đó khi tòa án phát đoạn video quay cảnh ở dưới nước càng khiến cho mọi người phải giật mình hơn. Ở độ sâu 83 mét dưới nước, thi thể người đàn ông họ Trương nhìn như thi thể trẻ con, cơ thể co ro trong chiếc lồng sắt chật hẹp, hai chân duỗi ra. Tính đến thời điểm đó, vị doanh nhân người Mông Cổ 47 tuổi này đã bị dìm dưới đáy hồ được gần 2 năm. Hồ Phương Quyền bị thi hành án vào ngày 12 tháng 12 năm 2016. Đây được xem là một trong những vụ án mạng khét tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc với cái tên xác chết trong lồng sắt. Những tên sát nhân tàn nhẫn nhốt người khác vào lồng sắt và chôn họ dưới đáy hồ cuối cùng cũng phải chịu hình phạt xứng đáng. Nhìn lại toàn bộ vụ án, nhiều người có ý kiến rằng cho dù gặp khó khăn nào cũng đừng nên vay nặng lãi. Cho vay nặng lãi không chỉ là bất hợp pháp mà còn nguy hiểm đến an toàn tính mạng. Bạn nghĩ sao về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận ở phía bên dưới cho chúng mình biết về nhé. Đừng quên đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.